Bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một ngôi chùa của người Tàu ở phường 1, thành phố Vũng Tàu nha các bạn. Giờ thì mình lên là chánh điện. Ở trên này là chánh điện cao nhất. Thờ Phật Di Lặc. Wow, rất là đẹp. Mình sẽ đi ở ngoài trước rồi mình sẽ quay vào. Ở đấy có một cái khoảng trời rất là rộng với các bạn. Đứng trên cái tăng thứ nhất của chùa các bạn thì thấy toàn cảnh của thành phố Vũng Tàu. Giữa sáu chùa là một quả núi. Đấy, đôi núi của thành phố Vũng Tàu các bạn. Ngay trước khi ông Tổ ở đấy thì mình đọc qua tiểu sử thì ông là người ở người Tàu các bạn. Ông làm việc ở Đài Loan. Sau khi ông về đấy tham quan du lịch thì ông thấy cái địa chạy ở đấy đẹp thì ông mới dựng lên cái ngôi chùa này. Ngay trước khi con rất là nhỏ, nhưng bây giờ người ta người Tàu ở chùa lớn nữa các bạn. Họ đã về đấy họ quyên góp á và xây lên cái ngôi chùa này á các bạn. Rất là đẹp. Thật sự ở đấy rất là yên tình luôn. Yên tình và mát nữa. Rất là dễ chịu. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vào ngôi chùa nha. Vào phía bên trong. Trước khi vào thì mình quay cho các bạn cái hồ lô. Cái hồ lô này như kiểu viễn tốn của không á các bạn. Đây. Họ khi mà đốt vàng mã họ sẽ đốt vào trong ở đấy hướng khi mà hướng cái cây của cái hướng ấy. Nhiều quả họ cũng đốt vào đấy 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 là cái quả hồ lô. Ở trước là có hai con lấn này. Con cái tiếng người Tàu á các bạn thì mình không có biết đấy, nhưng mà ở đây là chắc khi mà họ cũng nó cũng dương cái này họ sẽ dạng đấy nhỉ. Thiệp ở đấy cũng ấm thân tai luôn. Khi các bạn cũng dương hoặc dài hạn ở đấy thì họ sẽ mua cái hướng này các bạn sẽ ghi tên tuổi của các bạn rồi địa chỉ số nhà, sau đó đây sẽ kéo cái hướng này lên đấy là dài hạn đó các bạn, kéo lên và dài hạn của mình ấy. Đấy là Thiên Cửu Thạch Mầu.
nhìn thật là linh thiêng và có cái phần mà ảm đạm các bạn. Ở đây các bạn dạy Hàn này nè. Cái lối bên ngoài này cũng có cái hồ lô màu xanh rất là đẹp. Con ở phía ngoài trời đấy, dừa tháo một quả núi ở các bàn thì là ống thổ địa. Ngay trước chắc là cái phong thủy ở đấy rất là đẹp nên là ông thầy mới chịu tìm được ở đồn chỗ này các bạn. Khi mà mình nhìn thì cái phong cảnh thì rất là yên tĩnh và có một cái cảm giác là mình đến đấy rồi thì rất là nhẹ nhàng với cái đầu óc của mình các bạn, rất là nhẹ nhàng luôn. Cảm thấy không có căng thẳng lắm, không có căng thẳng, không có bón chén về cuộc sống luôn. Đấy là mẹ Quan Âm. Dựa trên một ngọn núi rất là đẹp. Mình đã đến chùa Linh Sơn Cử Từ, Linh Sơn Cổ Từ các bạn ở 76 thành phố Vũng Tàu. Ở đây thì mình làm quen được đến và quen rất nhiều Phật tử. Phật tử ở đây thì rất là nhiệt tình các bạn. Họ sẽ hướng dẫn cho mình tu tập và có những cái tụng kinh rất là hay. Mình rất là mê. Bạn mới của mình mới làm quen. Họ tuy rất trẻ nhưng mà họ đã tu tập ngồi thiền rất là sớm mà các bạn. Rất là thích đi chùa. Nói đến chùa thì bạn rất là mê luôn. Kết thúc thân tu tập thì mấy bạn này sẽ làm quen khi bọn mình mới vào các bạn. Rất là đông, rất là vui, giao lưu với các bạn khắp thành phố đến các bạn. Sân cổ từ vào buổi tối thì rất là đẹp, đứng trên cao nhìn xuống. Những ngọn đèn rất là lung linh các bạn.